chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Vân Anh bất ngờ mang thai, Lâm lại tổ chức đám cưới lần thứ ba. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Nhân lúc Lâm và Vân Anh có chuyến công tác ở Đà Lạt, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc, cả hai có thời gian riêng dành cho nhau. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, cô bắt chuyện, anh Lâm à, anh có biết anh cười trông rất đẹp, vậy mà rất hiếm khi thấy anh cười. Quả thật, từ ngày Uyên Thi không còn, trái tim Việt Lâm cũng nguội lạnh. Anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Giờ khi ở bên Vân Anh, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy gần gũi thoải mái vô cùng. Giữa thành phố ngàn hoa nơi đây, anh và Uyên Thi từng có rất nhiều kỷ niệm. Anh đáp lại câu hỏi của cô, kể ra, từ ngày em vào làm việc, chúng ta chỉ nói chuyện công việc. Hôm nay em đi uống cùng anh vài ly nhé. Anh cũng không ngờ chúng ta rất có duyên với nhau. Không ngờ em lại là con nuôi của chú Tân. Vân Anh khẽ cười, em là một cô nhì. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được làm con nuôi của ba. Ba là người rất tốt, nhưng có lần em thấy ba khóc rất nhiều khi nhìn hình của chị Thi và cô Thủy. Em có hỏi thì ba nói chị Thi là cô gái lương thiện, nhưng chị lại xấu số đoản mệnh. Nhắc tới hai chữ Uyên Thi, bất giác trong lòng Việt Lâm là những cảm xúc lẫn lộn. Anh nhớ khoảng thanh xuân tươi đẹp ở bên cô, cả hai đã cùng nhau vun vén tình yêu. Cô đúng là định mệnh của anh, chỉ tiếc rằng chính anh đã không thể che chở bảo vệ cho cô. Chính anh đã không giữ được lời thề thủy chung. Chính anh đã không tin tưởng cô, để rồi bây giờ đây anh chỉ biết trách móc, giày vò bản thân mỗi khi nghĩ tới cái chết đau đớn tức tưởi của Uyên Thi. Thấy anh trầm tư, Vân Anh tiếp lời, em thấy chị Linh rất yêu anh. Hai anh chị cũng rất xứng đôi, còn là thanh mai trúc mã của nhau. Khi nào thì hai người tổ chức đám cưới? Việt Lâm thở dài, mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn sẽ không có đám cưới nào diễn ra. Anh chỉ xem Khánh Linh như em gái của mình. Tiếc là cô ấy cứ cố chấp đeo bám anh. Chuyện cô ấy đổ tội cho em, thật lòng anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Vân Anh gạt đi, chuyện qua rồi. Hơn nữa, em cũng không để bụng đâu ạ. Việt Lâm liền đổi chủ đề, cả hai nói với nhau những câu chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của nhau. Rồi trái tim anh đập loạn nhịp khi thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy của Vân Anh trông rất giống với Uyên Thi. Anh cũng chẳng thể nào lý giải nổi cảm giác thân thuộc, thoải mái khi ở bên cạnh cô. Anh muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình. Anh cứ thế uống hết ly này tới ly khác, tới khi say mềm ngã, cục trên bàn. Sau đó do say xỉn, Lâm đã không kiềm chế được bản thân, cả hai đã có đêm mặn nồng bên nhau. Không lâu sau đó Vân Anh thường xuyên có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, khiến ông Tân vô cùng lo lắng. Vân Anh, con làm sao vậy? Để ba đưa con tới bác sĩ. Vân Anh gạt đi, không cần đâu ba, con nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Vừa nói hết câu, cô nàng tiếp tục buồn nôn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ông Tân là bác sĩ có tiếng, ông sớm nhận ra đây là những biểu hiện của người mang thai. Đợi Vân Anh bước ra, ông chất vấn, con nói cho ba biết, con có thai rồi phải không? Là cái thai của cậu Lâm đúng không? Vân Anh hòa khóc nức nở, con xin lỗi vì làm ba thất vọng, con có thai rồi. Cô nàng nước mắt ngắn dài, con đã lớn rồi, con có thể tự lo liệu cho con của mình. Con sẽ trở thành mẹ đơn thân. Ông Tân hét lên, không được. Nhất định ba sẽ nói Lâm, để cho con một danh phận đàng hoàng. Khi biết Vân Anh mang thai, Lâm vô cùng hối hận vì đêm say đã làm mọi chuyện đi quá xa. Lâm chấp nhận làm cha của đứa bé và sẽ cưới Vân Anh. Anh nói rằng dù sao cả cuộc đời này anh chỉ có một người yêu duy nhất là Uyên Thi mà thôi. Sau khi Uyên Thi mất đi thì không còn ai khác có thể thay thế được. Do đó với nguyện vọng của bà Ngọc thì anh sẽ cưới Vân Anh, cho cô và đứa con của Trần Gia có một danh phận đàng hoàng. Lâm mong rằng Vân Anh đừng nghĩ đến chuyện dại dột nữa. Mọi người trong nhà nghe đến chuyện này thì vô cùng bất ngờ. Cô trợ lý vừa mới vào công ty, quen Lâm không được bao lâu nhưng bây giờ lại có báo có thai với lại Lâm. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, Lâm đã có con thật sự với Vân Anh thì phải nên có trách nhiệm. Về phần Lâm, anh chấp nhận mọi ý kiến, mọi dư luận. Anh sẵn sàng nhận trách nhiệm thuộc về mình vì mục tiêu sau cùng của anh là bảo vệ cho đứa bé tránh Vân Anh nghĩ quẩn mà làm tổn hại đến sức khỏe. Lâm nói với mọi người rằng đám cưới sẽ nhanh chóng được diễn ra và anh tin rằng cô sẽ là một người mẹ, người vợ tốt trong gia đình. Ngày vui cùng Vân Anh với Lâm chính là nỗi hận trong lòng Linh, nhìn cả hai vô quy bái đường mà cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Vì sao suốt hơn 20 năm chung sống, nhưng hết Uyên Thi lại đến Vân Anh chiếm được trái tim của Lâm, còn cô thì mãi mãi là cái bóng mờ nhạt. Nghĩ tới cảnh cả hai động phòng mà nước mắt Linh cứ tuôn rơi. Liệu rồi Linh sẽ còn tìm cách hãm hại Vân Anh khi cô chính thức làm dâu của Trần Gia? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới.
like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.